À, xin chào anh em. Tiếp tục campaign Nhật Bản nào. Rồi hôm qua chúng ta ổn định được tình hình trong Chai Khan rồi. Bây giờ tôi phải đi donate ít lính để tôi lấy ít điểm danh vọng. Cộng thêm mà thanh lọc bớt quân trong này đi. Vứt hết bọn cấp 3 trở xuống, vứt hết. Chào anh em nhé. Đi qua các thành cũng lấy lọc dần. Anh em nhá. Game này không biết có chịu xoắn ngôi được Mitsui không nữa. Xoắn được thì đẹp. Donate cho Alacat quá tải luôn. Mình có một thành nữa đây.
Donate đây được. Trăm bảy mươi mốt điểm anh hưởng, bây giờ có thể tuyên chiến được rồi. Tốt, upgrade xong là mình đầy điểm. Bây giờ học skill nào nữa ta? Leadership, cứ mắc luôn với cái cột leader đi. Thằng em mình là chưa có vợ đúng không? Sang Mông Cổ tí mình đánh rồi. Mila ở Chai Khan. Tự sang đây để hỏi cưới luôn à? Chuẩn rồi. Cái đéo gì đây? Mày đòi một cái thành này á? À? Có cái con cờ cờ nhá. Được voi là hai vật trưng. Cái này tuyển tù nhân cấp 4, 5, 6 nhiều hơn, tỷ lệ tuyển cao hơn là cái này. Chính là mình trước giờ toàn lấy cái trên hơi sai lầm.
Sao không hỏi cưới được Ina nhỉ? Bên mông chung của này quanh đây đấy còn ai nhỉ? Những gia tộc của nữ hoàng. Mà gần đây đéo có ai. Có mỗi con Ina, Ira sao không lấy con đấy nhỉ? Hay là phải gặp nó? Bình thường có phải gặp nó đâu nhỉ?
Hai vợ như là không. Mốt thì được, mốt thì lấy chục vợ được, trăm vợ được. Bọn này đang đánh nhau với bọn này. Chốt đơn không? Chốt. Cái đầu buồi, chó này phá giá à? Nó thế. Không cho mình vào. Không có option hỏi mấy. Em lại bị bắt ở đây. Đưa buổi nha. Ôi đói 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 đói. Không để ý lương thực. Bọn này chắc thấy mình nhiều thành, nó ép mình mà. Chó này.
Đấy. Tập hợp quân đội chuẩn bị chiến thôi. Convert khi những cái lính mà không phải cướp tù nhân 30% nhanh hơn. Ngon. Cộng thêm 5 đơn vị lính cho mỗi một tòa tháp chúng ta kiểm soát. Cứ một tòa tháp, một thị trấn kiểm soát được cộng thêm 5, giới hạn 5 đơn vị lính. Hợp lý. Rồi, lương thực đầy ắp. Tuyên chiến rồi. Mông Cổ. Support 97. Thôi. Mê xui đối đầu với Monchun. Quân của Mesui, đợi quân của Mesui. Mesui tập hợp 800 quân, tốt. Đánh Maker, chia cho em, hợp lý. Hoặc là đánh Octoga. Nhưng mà sao không có cái option bầu lại người đứng đầu gia tộc nhỉ? Hay là không hiểu lắm. Đời mới xuống cái đời. Quất. Quất 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 quất. Có sẵn 100 điểm đây rồi. 150 điểm là mắc đúng không? 150 điểm là được triệu hồi đấy. Mình có thể convert bọn lính vào lên lên bọn bọn cướp lên lính không cần. Đấy. Mình toàn chơi lính Nhật hơn chọn chơi đi. Người chết đầu chết thì bầu đúng rồi, với cả lúc mình
là chủ clan thì cũng có thể bầu được. Đáng lẽ là chư hầu thì cũng có quyền được bầu. Không biết chắc là có phải do làm quét hay là do ấy nữa. Giảm 20 điểm ảnh hưởng khi chúng ta gọi quân đoàn, chúng ta cũng không cần. Chúng ta lấy cái này để tăng thêm Patisai ngon hơn. Tăng thêm 10 đơn vị nữa, 2.30. Trên 10 là lương thực của mình. Đồ ăn của mình là đồ ăn ngon, toàn bơ bơ rồi phô mai rồi nho rượu, toàn đồ ngon. Dễ phá được ram lắm. Bây giờ không biết làm cái nào để ép chết được mê xui. Dám mà mê xui trận này chết. Úi giời, thôi. Thôi xong, hỏng ram, bắn chuẩn vãi lìn thề. Đây là một thành 500 quân, ít gì đâu. Mình bắn chết thì chỉ bắn thương rồi thôi. Mà tôi không biết Mitsui là ai, ở đâu ấy. Nó đều không hiện tên. Biết được nó ở đâu luôn. Đố không tìm được Mitsui đây đấy. Cố liếm cái thành này của mình. Ta lại rơi xuống mẹ.
cho tướng phụ lên dễ trên ạ. Vãi, sượt qua má thằng đấy ạ. Bên mình thiên vong không cao lắm, chết có 7 thôi. Không sao.
Chưa chế được cái mẹ này. Cho em. Em đề nghị thằng này phải đưa cho em. Đúng vậy. Thằng này là em cầm. Tưởng thế nào? Siêu. Tôi như hết tướng ấy rồi. À còn vợ mình mà. Mày xui chứ chết nhỉ. Ám sát cái gì cha nội. Everyone, sergeants, take command. Footmen, on my effort after me.
quá tởm. Một đạo cung con gái này này, nhưng mà chưa phải cấp cuối. Rất là Sergeants in charge! Soldier! Follow and stay close! Hello, cutie pie. Công việc bù đầu bù cổ nên vào muộn. Sorry anh mặt cười. Ok. Bận thì cứ làm thôi. Đi đâu? Dịch dã này có việc làm đã hạnh phúc rồi. Ừ, mình không có khiên mà. Mà kỵ của bọn Mông Cổ lại có cái kỵ cung, nó cứ chạy chọc mà chém mạn sườn mình ấy. Khó chịu.
Ồ, có kiếm ấy rồi. Sáu mười mốt à? Đéo đắt thế. Cái này Handing 83 trẻ mà cũng được. Khi bắt đầu trận chiến, tinh thần, sĩ khí, tất cả các lính tăng 5. Lính cùng văn hóa.
Bắn đùa đấy. Chết luôn thằng đấy. Infantry! Give them hell! Soldier forward! Arrow charge! Chết tám. Mới được có 3 thằng katana. Lucon. Lucon đánh nhiều khả năng sẽ đánh vào các pháo đài của mình đầu tiên. Loose formation. Infantry, raise your shields. So put the move. Ah.
cung bắn theo tỷ lệ trả tính trúng gì đấy nhỉ. Quân của mình thì vô địch lúc cận chiến. Vô địch lúc cận chiến rồi. Mấy cái thằng mà không có biểu ngữ chém hết. Cho nó đỡ lag. Infantry, take up and follow me. Footmen, charge! Bowmen, attack! Sergeants, take command! Footmen! Kill them, archers! Attack! Infantry! Move! Archer forward! Move! Infantry forward! Infantry! Loose formation! Oh.
Không có thương vong. Bảy trăm quân. Nó đánh vào đây chỉ có thể đánh cái thành này. Mông Cổ lực yếu lắm rồi. Mình lấn được một thành của nó rồi. Đánh được chiếm được tiếp Maker nữa đẹp quá nhỉ. Hai thành lớn và ba caster nhỏ. Kìa 900 quân. Trăm quân 8, gần 400 quân. 400 quân thủ cho một caster nhỏ. Caster từng thành cấp 1 rất khó để thủ.
Bây giờ đợi ở bên ngoài để quân tiếp viện tới. Bên ngoài có 700 quân. Chúng ta sẽ đợi ở bên ngoài. Ôi, bánh có chai khan này. Cặn bã này. Lết. Lết là của tao này. Giết thằng này đã. So take over command. Chém chết thằng ấy trong trận luôn. Trận này to đấy.
Everyone, follow arrow. Stand apart. Mình là samurai thì mình có đôi công ấy. Giết người sung lắm. Samurai mà áp sát được còn giết hết. Chết mới chết có 3 rồi. Samurai của anh gánh, yên tâm các chú, cứ liên hệ. Vô địch trong khoảng cận chiến rồi. Chết 14, chảm 200, hơn 250 tự lính rồi. Samurai giết hết. Những người võ sĩ đạo. Riêng đạo Samurai giết đến 360 mấy mạng, gần 400 mạng. Vô địch trong khoảng cận chiến. Giết đây bọn họ. Trăm mạng, quân nó có 900 thì mình giết 400. Samurai gánh luôn. Uh-huh. Đây rồi.
hai slot tướng. Rồi thế. May quá không cờ rát. Samurai đúng là khủng khiếp. Bây giờ chọn người tài của gì đây? Đây sẽ là hai Daimo. Tôi đều up skin Daimo cho hai người này rồi. Bây giờ nếu mà đây là hai Daimo, nhưng mà hai Daimo này sau này mình sẽ phải, mình vẫn phải lột đồ hai đôi mô này cho nó làm. Về cho cái gì với lại nhỉ? Hai slot thì là hơi hot đấy. Chúng ta có một Yumi Dojo Onabushi đây rồi. Một Nagamaki Dojo Samurai nữa. Tao chưa bỏ vợ. Để tránh cho hai thằng này chết, tôi sẽ nhét nó ở trong thành. Tạm thời nhét nó ở trong thành đã. Hai Daimo. Quá nhiều người tranh giành. Nhưng vấn đề là tôi chưa độc lập, tôi chưa tách ra. Trước mắt thì hai người này sẽ làm tướng quân cho tôi đã. Hai người này sẽ làm tướng quân.
tự tuyển quân đi, không có quân ấy đâu. Giới hạn 1.000 thôi. Có thể là Daimo hoặc có thể là các tướng dưới trướng của tôi. Tùy theo sở thích. Đi bảo kê cho bọn này nó tuyển lính đấy. Ai đâu nét được ưu tiên ở hợp lý. Ưu tiên cho Trung Nguyễn và Giang Thần, hai top 1, top 2 donate. Kỵ binh thì còn sơi. Bây giờ theo như trong bản mốt nó ghi là bọn này nó sẽ tuyển lính Nhật. Để tôi xem bọn nó có đúng là bọn nó tuyển lính Nhật không. Tức là lính mà tôi tạo ra ấy. Đúng vậy. Nó tuyển lính của tôi tạo ra. Như vậy là sau này chúng ta sẽ có một đội quân thuần samurai anh em. Không có bị dính tạp nhàm. Thế Trung Nguyễn đặt tên là gì? Giang Thần đặt tên là gì? Comment đi các em. Hai mãnh tướng ít nhất là dưới trướng của anh. Hai người đầu tiên này có lẽ đều phóng tước vị Shogun nhỉ? Hai Shogun dưới trướng. Nobunaga Trung. Trung mà nghĩ ra tiếng Nhật thì nếu mà từ Trung nghĩ ra tiếng Nhật này là có gì viết được không nhỉ? Nobunaga Trung cũng được cho sau này nó dễ phân biệt. Không sao này, loạn hết cái lên đấy biết không nào. Hello, cutie pie. Kirito Giang Thần ạ à, mặt cười. Kirito à, đao kiếm thần vực à? Kinh ấy. À đây. No. Nhầm thế rồi nào trùng. Kirito Kirito gì? Kirito Giang Thần à? Hay là Kirito gì? Tôi đọc để tôi xem lại cái donate vừa rồi là gì. Kirito Giang Thần à? Giang Thần không viết được.
Kìa. Tuyển nè, các chữ cứ tuyển nè. Hội quân với anh, chúng ta sẽ vô địch. Đánh đánh samurai chúng ta sẽ không kiểu thủ nữa mà chúng ta sẽ đối công luôn. Xông thẳng vào lòng địch. Nhưng mà các tướng ở đây là kỹ năng cưỡi ngựa cao không? Kỹ năng cưỡi ngựa 18 à? Học kỹ năng cưỡi ngựa cho hai tướng của mình để cấp cho con ngựa. Nhưng mà thật ra thì tướng của mình mạnh về bộ binh cận chiến hơn, cưỡi ngựa thì vũ khí không phù hợp. Cầm katana thì nói chung là chém trên ngựa dễ chứ quẳng lắm. Ngựa thì phải có Nagitaga với cả Yari thì cưỡi ngựa hợp hơn. Còn katana game này, cầm kiếm ngắn game này cưỡi ngựa chém thằng trượt, khó chém trúng. Tôi đợi hai tướng của tôi tuyển quân hòm hòm xong rồi tôi có khi tôi sẽ ly khai khỏi Mitsui. Lực của tôi mạnh rồi. Thì ở đây nếu mà tôi ly khai nha thì tôi sẽ có 1 2 3 caster đúng không? 3 caster thì tôi sẽ tạo ra 3 daimo. Tôi sẽ không tạo daimo từ lính nữa. Mà tôi tạo daimo từ thành luôn. Tạo từ thành luôn thì nó sẽ được lên tier 3 luôn từ đầu. Còn tạo từ lính thì nó chỉ được lên tier 1. Mà nó vẫn bị mất đồ. Nó vẫn theo cái đồ của văn hóa đấy. Thế nên là tôi sẽ tạo chư hầu bằng cách ấy luôn cho nó tiện. Đợi cho anh em tuyển quân đã. À, có hai ao ở đây, phá nó. Em nằm, giết sạch chó này. Kỉnh chưa gì đã tuyển được 100 lính rồi cả. Thật ra với tiềm lực của mình hoàn toàn có thể xét cho các tướng tuyển mắc luôn đi chứ. Đéo gì. Thử thuần samurai trận này nào. Cố hy vọng xem mà có ra được thằng thêm được tướng mới không.
Lệnh. Đang chiến tranh với Lucon chuyển sang trạng thái màu chó này. Dễ hoảng ấy, dễ bị bắt lẻ. Còn cơ. Hai thằng. Namagaki Dojo Samurai giết được 5 mạng rồi đấy. Với bọn thằng này lên được tướng đấy. Cutie pie. Em cảm ơn anh có thể đặt e tên Kirito Zankuda cũng được ạ, cho dễ viết. Về phần Najinata Kibei Samurai thì khi nào kinh tế giàu mạnh chuyển e sang cũng được ạ, mặt cười. Kirito Zankuda, Zankukukuda, ok. Không lên tướng à. Hòa với thằng hòa thằng này vẫn bị trả tiền. Mà đánh với nó bây giờ cũng chả giải quyết gì với mình. Bây giờ mình hòa với nó xong rồi. À không, bây giờ mình ly khai đúng không? Bây giờ tụi đéo mình phải hòa bình, mình ly khai con mẹ luôn. Đợi các tướng ấy xong ly khai con mẹ luôn.
Sao đeo thấy bọn nó bán katana. Thomas Yari. Mình đéo chế được. Không xoắn ngôi được ấy chứ, Mesu nó không chết thì bị xoắn ngôi kiểu gì. Tôi tưởng là nó có cái bầu cử lại thì mình làm thân với các trường khác thì mình bầu lại. Nhưng mà sao không có. Hôm mà chơi không thấy class phần nào nhỉ? Hôm chơi bình thường, hôm chơi thì chả sao, hôm thì class liên tỏi. Thường thành ở đây sắp lên cấp tiếp theo rồi. Mình thoát đi về con mụ kia, mình phải bán bớt workshop đi. Bán bớt workshop đi là mình sẽ tụt khá khá tiền đấy. Nhưng mà ở đây mình dương 2000 mốt cả mà vẫn trụ được. Cái thành trong kia là có ổn không? Loài tì vẫn dương ngon. Loài tì 71 này thì lo gì, không phải lo gì cả. Ba thành này sẽ là ba thành có đai mô tướng mà dưới trướng của thiên hoàng, người ta gọi là cái gì nhỉ? Tôi sắc phong cho các tướng của tôi. Không, Shogun là Trinh Di đại tướng quân rồi, nó là kiểu tướng quân kiểu khác. Tức là tướng quân thường người ta gọi tướng quân mà dưới trướng của thằng Daimo người ta gọi là cái đéo gì. Thằng Daimo kiểu gì nó chả có một thằng tướng phụ đúng không? Nó phải gọi, nó phải có cái tên của nó chứ. Sao thiên hoàng bằng chức gọi là quyền hạn thì ngang nhau thôi, nhưng còn nó có tên riêng như là sao mà ấy được. Cần gì phải qua Valinia, bây giờ mình phản đảo chính Mesu xong rồi mình chiếm các thành của Mesu rồi mình lập workshop ở đây. Mình lập luôn trên đất của mình, tội gì. Chai khan là tôi có rồi đúng không? Chai khan là bia rồi.
thì cái thành Octagon này là có cái gì? Gỗ này. Đấy, bán mỏ gỗ đi. Lên đây mở mỏ gỗ. Chết mẹ. Ui, biết ngay mà có hai thằng ở trong này. Nếu mà Mesu mang quân đánh Sironia thì mình cũng có thể vào đấy liếm được. Mình đang có 200 điểm. Có hai thằng tướng phụ cái quân của Mesui mạnh hơn hẳn. Chả ngán luôn. Gì có Katana, nãy giờ không thấy người ta chạy săn xốp à? Không ra. Lấy Katana. Xem chả để ý gì kìa. Có bán đâu mà mua à? Katana, Katana. Sốp này. Thành này tạm thời thế ạ, chưa cần phải xây được. Cái nào cũng được, không có tác dụng với mình. Chó này cứ rít lết rít lả. Attack!
Một thằng bị bắt à? Ui, đồn buôn bị bắt sạch. Thôi bây giờ chả cần đồn buôn. Rồi bên xui đi đánh nhau đâu đây? Ui. Chó này lại ra đây rít. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Mẹ xui còn đang trên đường đến đây nữa. Mẹ chết con ạ. Gọng con mẹ nó kìm. Đánh đúng ban sáng. Giết. Đánh Nhật Bản là cứ mẹ auto xông lên thôi. Kirito Giang và Nobunaga chung. Everyone, follow me. Tôi thấy rất nhiều giáo Jari của mình. Nhưng mà vào tay của Mesui thì quân của mình chết nhẹ rất nhiều đấy. Mà không sao cả. Biệt đội Samurai đằng sau lưng sẽ cover. Samurai là không có chuyện, đứng ở đồi thủ đồi chiến thuật đấy không hợp với phù hợp với lính Nhật. Chiến thuật của lính Nhật là xông lên lao giữa lòng địch, giống như những samurai cuối cùng, The Last Samurai, lao thẳng vào họng súng quân thù, không sợ gì cả. Tôi đang thấy hai tướng của tôi chạy lên đầu kìa, Nobunaga chung và Kirito Giang đang đi lên trên này. Cẩn thận đấy các cưng ơi. Hôm nay đánh trận này xong chúng ta phải thoát ly luôn. Không có nó điều quân của mình ngu lắm. Red. Giết. Sức mạnh samurai là như nào? Cả đạn quân của chúng ta sẽ là, nhưng không biết chư hầu có tuyển không nhỉ? Chắc là có tuyển. Chư hầu tướng dưới trướng của mình thì tuyển lính nào, không biết chư hầu có tuyển không? Chư hầu tuyển nữa thì đúng sau toàn lính samurai, cái gì xoắn hết. Vào đây. Soldiers!
Vô địch thiên hạ trong phần cận chiến này, áp sát với cận chiến mình đã bậc thầy luôn rồi. Chết 4, giết 200. Oh, có một katana dojo samurai. Đây tiếp tục là một phó tướng của mình nữa, thế thì mình cần một thằng. Katana dojo samurai này thì tiếp tục sẽ là một vị tướng quân ra trận. Leadership. Jari Dojo Asigaru này thái thú thì hiện tại là Hello Cutie Pie. Thần xin làm tướng tên Orisu Phan Nghĩa. Orisu Phan Nghĩa, ok. Thằng Asigaru này cho nó làm Cham. Nhưng mà không cần thiết bởi vì Cham thì cũng không cần. Cho nó làm Smith đi. Smith và Engineer. Đó, thằng Asigaru này cho đi theo mình. Mantell chết trận này. Orisu Phan Nghĩa. Sức mạnh của đồng tiền kinh thật, đúng không? Sức mạnh của đồng tiền là khủng khiếp luôn. Hủy diệt luôn anh em. Đây là gì? Mấy thằng này cho là bác sĩ hết trong quân đoàn của mình. Tiếp. Chờ hết gần nhìn
Bà mãnh tướng rồi. Hello cutie pie. Rayon Hato thương à? Rayon Hato thương là như nào? Chưa có tướng mới đâu. Mới có vừa rồi mới có một slot này. Thằng kia, thằng Asigaru là thằng tướng clone thôi. Tôi không có tướng cho mấy thằng clone đấy. Nếu tiện thì mình có thể up cho mặc mấy cái này lên. Đấy. Mấy cái quan trọng mắc rồi. Rồi. Đấy. Trận chiến với thằng đấy support không, cũng không ai ủng hộ là hòa bình với nó. Được thôi. Không ai ủng hộ thì cứ kiếm trác trên chiến tranh đã, để cho mọi quân đoàn của mình ổn định thì đã. Hai làng đều đang bị raid này thì trung thành cũng không giảm. Đó là full nick. Còn mẹ như mày. Chạy á? Chạy đâu? Bắt được mấy cái thằng mà không có banner là phải chém hết cho nó đỡ lag. Lên. Vô địch trận chiến. Chiến binh bất tử. Chiến binh dũng mãnh nhất mà lục địa Calandia từng đào tạo ra. Phải không với thằng của em? Giáo Jari chọc ngựa cho thì thôi rồi. Lối đánh của Samura rất đơn giản. F3. Không, F3. Thế mà xông lên này. Đéo phải chỉnh con kẹt gì hết. Chỉ cần áp sát được quân thủ là Samurai lo hết. Không chơi một đàn được. Giặc cỏ này. Làm hết làng bố mày nữa. Mình chém hết. Xiên hết. Chân à. Binh đoàn này. Mình có thể disable đi để mình lấy lại quân của mình. Chưa cần thiết. Cho các tướng đi luyện tập thì cũng là một ý hay. Mình còn hai thằng thương nhân Butcher ở Okdo và Maker.
Okdo và Maker. Okdo kia Maker này. Thu lại hai thằng thương nhân đã. Scout. Thằng thương nhân chó này nó lại đết được này. Nhưng mà Royal Nagigata Handling 45 à. Brun Kanata đây lại là một thanh kiếm cùn. Cái chậm lắm. Cái chém chậm lắm. Đéo lấy. Cái này cho bộ lính nó khỏe hơn. Các tướng được giải thoát rồi kìa. Bây giờ hai đứa đang đánh nhau đúng không? Mình tập hợp quân của mình đều trên 100 rồi. Tập hợp lại. Rồi, đây sẽ là lúc tôi tuyển 3 Daimo này. Mình cứ đi vòng vòng tuyển quân một tí đã. F5 xem lính bọn này một qua lính bọn này xem nào. Toàn samurai thôi. To. Đúng là đúng như mốt nói. Hợp lý.
Daimo là lãnh chúa này. Trừ hầu đây 659 quân. Mesui 600 quân. Nếu mà chư hầu mà cũng tuyển lính Nhật như mình nữa thì đúng là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có thể có một đạo quân hoàn chỉnh, không lai tạp từ những cái bọn linh tinh khác. Một trận chiến của những samurai Kambui. À, đây là lúc test sức mạnh của gia binh đây rồi. Đây là lúc test sức mạnh của gia binh. Lắm. Trận chiến sẽ diễn ra vào bình minh. Đủ mẹ. Quá hợp lý. Follow me. After me. Chưa. Kinh chưa? Quân Thiên Hoàng nó phải như vậy. Nghe hiểu không? Quân Thiên Hoàng nó phải chết. Không có kỵ, kỵ bạn kỵ ở game này anh làm nó khó hơn một chút. Đó là chỉ những lính quý tộc mới ra được kỵ thôi. Đơn vị thường không có kỵ. Cam này chưa hầu có đặt được tên không anh? Có. Ok. Đến hơi loạn nút tí. Ok.
Quả vừa rồi tôi điều hơi lỗi tí thôi, chứ còn lại bình thường là chiến thuật đã như thế anh em không? Đại bàng vỗ cánh. Đại bàng vỗ cánh đái vào mặt kẻ thù là chiến thuật của chúng ta. Đại bàng tung cánh đái vào mặt kẻ thù. Binh thư yếu lược. Engineer rồi đúng không? Thằng Asigaru này thì cứ cho nó phụ cho quân đoàn thôi. Scout cũng có rồi. Thêm một cái Scout nữa. Chắc nói chung là mỗi vị trí Asigaru mình sẽ để làm dự bị hai người. Là 6, 6 Asigaru sẽ ở trong này. Rồi tiếp tục là một tướng ra trận tiếp. Tactic. Cái này là cho thương rồi. Đúng vậy, ra tập tên thương. Cái gì thương quên mẹ rồi. Thì tôi check lại. Mấy thằng Asigaru sẽ là mấy thằng tướng phụ trong party của mình. Bây giờ tướng bây giờ giới hạn thôi. Tôi có 4 slot tướng đúng không? Thì tối đa tôi chỉ được tuyển 8 thôi. 8 tướng phụ để kiểu như là thằng này bị bệnh bắt thì có thằng kia ấy. Thì có 8 tướng phụ thay phiên nhau. Gọi là đề phòng thằng kia bị bắt thì có thằng thay thế luôn. 8 thằng rồi, còn đâu là chưa hầu hết. Đai mô hết. Mấy thằng giữ chức vụ của tôi thì tôi cho làm tướng clone. Còn sau này mà ông nào thích, không thích ra trận thì thích làm phó tướng phục vụ dưới trướng thì cho làm. Cũng chỉ 8 slot hết, không nhiều hơn. Rồi thương gì? Cái gì? Rai ô nha to. Hello cutie pie. Anh cho bé Sơn làm chư hầu tên là Takemichi Sơn. Ờ. Đi từ từ nha. Rai ô nhà to thương đúng không? Đây sẽ là một phó tướng của tôi.
đợi cho cái gì đấy tư thương đấy Rai Rai lộ à, đi. Rai nha to tuyển lính đã hộp hội với mình, sau đó chúng ta sẽ chính thức ly khai ra khỏi mì xui, chính thức ly khai thành lập nhà nước độc lập. Cùng mới không biết cái này có ngon hơn không, cái Jarin này không biết có ngon không. Nhưng mà nó dài hơn thì tôi nghĩ là ngon. Cái này rất là hay, nó còn làm được chế độ chống tường giáo, Spear Break nhỉ, làm được tường giáo. Có một Daimo là Sơn rồi đúng không? Còn hai Daimo nữa, tôi có ba caster thôi. Thương chim sư tử, vãi cả chim sư tử. Ba chư hầu nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến tiền của tôi cả. Cũng 100 quân được rồi. Được, hội luôn đi. Chúng ta sẽ bán hết tất cả các workshop mà chúng ta đang trong thành của nó. Đô nhưng có một tướng của mình nữa, một tướng buôn, về lấy tướng này luôn. Hello, cutie pie. Chư hầu thứ hai là bé Duy, tên là Minamoto Yoshisu Duy. Ok, vãi cả tên dài đấy. Rồi. Cái gì đây? 800 quân này thì hoàn toàn mê xui không phải là đối thủ. Rồi, đánh nhau đúng không? Đây chính là thời thiên thời địa lợi. Chúng ta lui quân về địa phận của chúng ta đã. Chính thức ngăn sông cấm chợ. Cuộc
Náo loạn này sẽ xảy ra vào đêm mùa hè này, ngày tháng 5 hay tháng 5 năm 1987. Một cuộc nổi dậy vĩ đại đã diễn ra. Ồ, tôi quên bán tù nhân. Bán tù nhân lại. Do một tướng bị đau bụng đi ỉa, thế nên là cuộc nổi loạn bị dời lên sang buổi sáng. Có lẽ là do anh ta buổi đêm ăn cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng nó lại thành buổi tối rồi. Đó, chính thức là chúng ta sẽ nổi dậy lúc nửa đêm. Anh em đã sẵn sàng chưa? À, phải leap disable quân đội đã. Leap Kingdom keep. Từ cái luật, mấy cái luật của tôi là gì? Hunting. Forgiven. Konoha. Làng lá. Hỏa quốc. Được chưa? Tập hợp ngay lại quân đội. Bây giờ sẽ là phòng ba chiều. Chư hầu đầu tiên lúc nãy là gì? Sơn Duy đúng không? Sơn trước này. Sơn. Tôi sẽ phong Sơn cho là mà để an toàn cho hai chư hầu đầu tiên này, tôi sẽ để ở hai pháo đài dưới này. Sơn ra pháo đài Uki Ukuki Ukuki. Nữ. Con gái à? Ukuki. Hello, cutie pie. Chư hầu thứ ba là Minamoto Shimo anh ấy. Ok em ơi, tí nha. Rồi đổi tên. Con gái. Chủ có lên lại con gái. Sơn hơi đen. Take Michi Son. Ừ, tên Nhật phết chứ đùa đâu. Một đặc quyền nữa đó là con sẽ được lớn lên ở tuổi 18 luôn.
14, mẹ, bố mẹ 31 đúng không? Con 14 tuổi cũng được, 14 rồi, cho 18 thì hơi ấy. Đấy, đặc quyền là cho con lớn lên thành 14 tuổi luôn. Thì con sẽ được con sẽ ra trận được. Anh em thích 14 đến 18. Thì Takemichi Son là có chồng, thích đặt tên chồng không? Đấy, nghĩ tên chồng đi nhé, nghĩ tên chồng, nghĩ tên con đi. Rồi thành tiếp theo, Kakun Kamku Castle. Em đang phát ạ. Như này thì Clan là cần tier 3 luôn đấy, cần tier 3 luôn. Nó không phải cần tier 1 nữa, một yếu quá. Kamkun Keep. Grad, grad. Không sao, tôi chết rồi. Phát grad đầu tiên. Ôi, update cái gì đây? Không, không phải update. Vật cơ mình. Update học game của bố mày. Đúng rồi. Nếu mà cho lập chư hầu bằng thành ấy thì sẽ lên tier 3 luôn. Còn nếu mà lập chư hầu từ combination của mình thì nó chỉ là level 1. Level 1 thì nó yếu quá. Nên tôi lập luôn theo kiểu cho thành này. Vì đằng nào thì lập tướng mới nó cũng sẽ mất. Nhưng mà không biết chư hầu nó có tuyển lính samurai không. Cứ chạm vào thành này là grad nhá. Rồi. Rồi grad này là con trai. À. Người tiếp theo là Duy. Minamoto Yo Yoshitsu Duy. Tên dài thế. Rồi không có con. Ờ nếu có con thế buồn cười. Một thằng thì là mẹ, mẹ gái, một thằng thì đéo có con. Rồi tiếp thành Akisa Caster sẽ là hai Minamoto. Minamoto Shimo. Ồ, cứ tạo là class. Không sao, xếp rồi. Có vẻ như may nó không crash cứng. Dạ con gái. Xếp luôn. Shimo à? Mitamono, Mitamono Shimo đúng không?
đéo có con. Con gái nhưng lại đéo có con. Minamoto Shimo đúng không? Đấy, ba chữ đầu tiên. Rồi đã. Cho ạ. Các chữ đầu mình đẹp đẹp tí đã, không xấu như khỉ. Rồi, một cho xinh đẹp đến đâu rồi. Đó, trang điểm cho Takemichi Son. Làm phụ nữ là phải xinh, là con gái là phải đẹp. Đấy, nhìn cho nó khỏe. Tóc kiểu da đen. Đấy, nhìn cho nó khỏe anh em. Người phụ nữ lực điền. Mitanomo Yusip. Gầy thế. Đấy, nhìn tay chưa? Tay vậy liền thề. Mấy thằng Nhật nó hay có cái trò bôi 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 lên mặt ấy, kiểu như làm ghe sai ấy. Bôi con mẹ lên mặt. Đấy, đúng ghe sai chưa? À không. À đúng rồi, bọn Nhật nó hay bôi phấn lên mặt lắm. Chúng tôi phải làm giống thế. Tóc này đi. Em này cũng vậy. Bôi phấn lên mặt. Bởi sắc cầu vồng đi. Thằng kia trắng rồi đúng không? Em này mặt đen. Hắc quân, bạch quân, đấy. Em này đen sẵn rồi thì không cần nữa. Về thành thủ đấy các em, hay là đi theo anh. Ui rẻ đấy. Thôi về thành thủ đi, anh sẽ bảo vệ các em, không có gì phải lo lắng hết. Quân đội của Thiên Hoàng sẽ che chở cho các Daimo. À chết. Tôi đang định đặt thêm một từ Daimo trước tướng tên của tướng nhưng mà có vẻ là nó hơi dài.
tôi sẽ... Quên mình không check quân của chư hầu. Mà nhìn đây mình có thể biết được ngay này. Không, quân chư hầu lại là quân khác rồi. Sergeants, take command. Hello, cutie pie. Khải Trần xin được làm chồng Sơn tên Hai No Kyo Moria mặt cười. Khải Trần xin làm chồng Sơn á. Vãi. Hãm hại nhau à? Chưa biết được là chư hầu tuyển hay không, bởi vì vừa mới tạo ra thì nhiều khi quân nó vẫn là quân clone ấy. Để một thời gian để quân nó tuyển. Nếu mà chư hầu tuyển thêm vẫn tuyển lính của mình nữa thì đúng là bà cháy. Bà cháy bọ chét. Bà cháy bọ chét. Thần mặt trời. Thiên hoàng lấy gì? Nào, tên đi nào, sao nào? Khải Trần Son. Hello, cutie pie. Anh cho khỉ làm chồng Simo tên là Tokuda Monkey. Tokuda Monkey. Kiểu hãm hại nhau à? Khi được tiền thao à? Buổi đầu dựng nước. Gì đấy? Cái gì đây? Cái gì đây? What? Lũ tận lũ gọi là đại nghịch bất đạo này. Sao? Nani? Sao tôi chiến được mình nhỉ? Bọn đại nghịch bất đạo này. Thông đồng với nhau tạo phản à? Sao lại tạo phản được nhỉ? À, hay là do chủ nghĩa ly khai nhỉ? Chết rồi, do cái mốt chủ nghĩa ly khai rồi. Tôi
lót lại xem nào. Chết rồi, nhiều khả năng là do cái mốt chủ nghĩa ly khai rồi. Nhiều khả năng là do mốt đấy. Cũng được. Biết được bộ mặt thật của lòng lang dạ sói của mấy thằng trường, của mấy thằng đai mô. Hóa ra là vừa cấp thành cái đã thông đồng với nhau tạo phản. Để xem là tôi nghĩ nó lại nó vẫn sẽ thế thôi. Nhiều khả năng là do cái chủ nghĩa ly khai rồi. Được. Thử các người thôi, những các người dám hỗn xược. Leadership với mình bọn này cao không? Cao mà. Trăm này. Thôi. Đây nhá. Chỉnh lại cho cái mặt nhá. Không lại dỗi. Đấy được chưa? Xinh đẹp nhá. Đây. Đẹp trai vãi lìn luôn thề. Đây cho em da trắng luôn. Tóc đổ lại cái tóc khác. Đó, chưa. Đùa tí mà chứ gì. Chết rồi, chủ nghĩa ly khai rồi. Còn mà nó. Á đủ. Từ. Tôi sẽ thu lại thành xem nào. Phong hầu xong rồi thu lại thành. Bỏ mốt sợ bây giờ lại bị hỏng game ấy nhá. Thu lại thành cũng đã ổn. Tắt luôn. Tưởng tắt một à? Tưởng tắt một đấy tên là gì đấy? Separate Steam. Ừ, không đủ điểm để thu thành, không đủ điểm ảnh hưởng để thu lại thành, không thu được. Tôi không nghĩ là với quan hệ cao như thế lại có thể tách biệt được, vô lý. Kiểu âm quan hệ thì đã đành, nhưng đây còn dương quan hệ xanh lét thế mà. Giữa chừng mà thay đổi mốt này là hơi ghê. Có vẻ không phản nữa. Cái mốt chủ nghĩa tách biệt này vô lý với lìn đéo hiểu kiểu gì. Đáng lẽ nó phải là cái thuật toán kiểu như là âm quan hệ rồi nó mới nổi, đéo hiểu 100% nó vẫn loạn. Kể ra nếu mà nó làm kiểu âm quan hệ mà nó nổi thì có khi lại hay. Mình có kiểu thanh trừng nhau giữa các đai mô, thanh trừng nhau được.
Có vẻ là ổn rồi đấy, tắt đi là nó không 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 tách, không tách nữa, không đi khai nữa. Cái lìn thật. Uầy, mình đi cái mấy xu yếu luôn. Chứng tỏ tầm quan trọng của mình cao vậy lìn. Rồi thôi nhỉ, tập này thế thôi. Như vậy là đã phong được 4 tướng và 3 Daimo. Vì bá nghiệp thiên thu vạn đại. Chúng hôm sau chúng ta tiếp tục. Anh em xem hay thì bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình. Hẹn anh em tập tiếp theo trong series Thiên Hoàng Nhật Bản này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.